Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình Các bạn thân mến thì ở cái video này thì mình chia sẻ cho bạn một cái kèo tiền tươi đến từ cái sự kiện của cái sàn Bybit nhân dịp là cái đồng co này nít ở trên cái sàn Bybit à, thì à, sàn Bybit cũng uh, chi 2.000 USDT để tặng thưởng cho uh, tất cả những người tham gia vào cái sự kiện này thì cái tổng phần thưởng của nó là sẽ là có 2.000 USDT và chia cho uh, 400 người chiến thắng nhận ngẫu nhiên và các bạn lưu ý cho mình cái kèo này là không tuyển Z nha các bạn, không tuyển Z cho nên là bất kỳ ai cũng có thể là tham gia vào và ai cũng có thể là có cơ hội trúng vào cái uh, nhận cái đồng USDT này. Uh, 2.000 USDT thì chia cho 400 người nhận ngẫu nhiên thì mỗi người sẽ là nhận và là 5 uh, 5 đô la nha các bạn. Đó và cái sự kiện này thì nó sẽ là bắt đầu từ ngày hôm nay. Tức là ngày mùng 3 tháng 2 cho đến ngày mùng 7 tháng 2 năm 2023 thì nó sẽ kết thúc cái sự kiện này và sau đó thì cái ngày mùng 8 thì nó sẽ là chính thức uh, nít cái đồng co này ở trên cái sàn Bybit này. Thì cái thông tin mà nít này thì cũng là uh, sàn Bybit cũng đã chia sẻ ở trên cái trang Twitter và dự án co cũng đã tít lại cái bài uh, của cái sàn Bybit này rồi. Thì các bạn có thể là vào cái trang Twitter của sàn Bybit thì các bạn có thể là xem kỹ hơn về cái thông tin đó nhé và cái sự kiện là cái cách để mà chúng ta tham gia để chúng ta đủ cái điều kiện ấy thì thứ nhất là chúng ta phải đăng ký cái tài khoản ở trên cái sàn Bybit và sau đó thì chúng ta là phải KIC đó thì các bạn mới đủ cái điều kiện để các bạn tham gia vào cái sự kiện này và cái điều kiện tiếp theo đó là các bạn theo dõi Bybit ở trên trang Twitter theo dõi co trên Twitter và ba là chúng ta sẽ là gì tiếp và chúng ta sẽ gắn thẻ tăng hai người bạn trở lên vào cái bài mà chúng ta chia sẻ đó tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết cái cách để làm thứ ba là chúng ta sẽ điền mẫu này để tham gia và cuối cùng là chúng ta sẽ chờ đợi kết quả ở đây thì tất cả những người tham gia phải có UID của sàn Bybit hợp lệ KIC cấp 1 trở lên và giải thưởng sẽ được trao à, sau 30 ngày làm việc kể từ khi mà kết thúc cái sự kiện tức là bắt đầu từ ngày mùng 7 thì sau 30 ngày nó sẽ là phân phối về cái à, cái địa chỉ mà UID của chúng ta ở trên cái sàn Bybit nhé rồi thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tham gia cái cách đầu tiên đầu tiên thì các bạn làm cái nhiệm vụ này thì các bạn phải là kết nối một trong các cái trang cái tài khoản mạng xã hội ở đây ví dụ facebook địa chỉ gmail hay là chúng ta truy cập vào cái tài khoản google và chúng ta đăng ký bằng cái tài khoản twitter đó thì chúng ta mới tham gia được cái sự kiện này rồi các bạn kéo lên trên này chúng ta sẽ là đăng nhập xong thì chúng ta sẽ follow twitter bạn kích vào đây rồi cái nhiệm vụ này thì mình đã làm rất là nhiều cái nhiệm vụ liên quan đến twitter rồi cho nên là nó đánh dấu tích tức là chúng là mình đã làm cái nhiệm vụ này rồi tiếp đến cái nhiệm vụ thứ hai rồi tiếp đến cái nhiệm vụ thứ ba đó tất cả những cái nhiệm vụ này thì mình cũng đã là làm rồi bởi vì ở trên cái nhiệm vụ ở cái kèo Arop ở trên sàn Max thì mình nó cũng tương tự nhiệm vụ như này những bạn nào mà đã làm cái kèo mà mình chia sẻ với cái sàn ấy thì cái nhiệm vụ này nó cũng tương tự như vậy nhé rồi tiếp đến là cái nhiệm vụ cuối cùng đó là cái nhiệm vụ quan trọng nhất đó là cái, cái địa chỉ để chúng ta nhận cái phần thưởng này bây giờ thì các bạn mở cho mình cái sàn Bybit ra đó sàn Bybit này thì các bạn đã chưa có tài khoản thì mình sẽ để link đăng ký ở dưới phần mô tả thì các bạn kích vào các bạn đăng ký tài khoản sau đó thì các bạn KIC và sau này thì chúng ta sẽ giao dịch cái đồng co này nếu như các bạn muốn có thể các bạn rút về ví metamask sau đó thì chúng ta từ cái ví metamask chúng ta rút cái đồng co lên trên sàn này và chúng ta quy đổi sang cái đồng usdt ở trên cái sàn này rồi các bạn kích vào cái biểu tượng hình người ở bên góc trái này nhé ở đây thì các bạn sẽ thấy nó có cái uid thì chính là cái 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 uid của cái tài khoản ở trên cái sàn bybit của các bạn các bạn nhấn vào cái biểu tượng này các bạn copy nó hiện nó tích xanh tức là các bạn đã copy cái uid thành công các bạn quay trở lại cái trang nhiệm vụ các bạn dán cho mình cái URI vào đây không sau đó thì các bạn nhấn vào cái continue đó đánh dấu tích như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ rồi và chúng ta bây giờ chỉ việc là chúng ta sẽ là chờ đợi cái uh, kết quả thôi và nó sẽ được phân phối về ví cho chúng ta sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc cái sự kiện là ngày mùng 7 tháng 2 năm 2023 nhé thì cái video này thì mình uh, chia thi chia sẻ sớm để cho các bạn tham gia càng sớm càng tốt bởi vì cái 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 tổng phần thưởng nó rất là ít và cái số người chiến thắng thì khá là ít cho nên là chúng ta tham gia được càng sớm càng tốt và các bạn nên hoàn thành đầy đủ tất cả cái nhiệm vụ theo yêu cầu của nó để chúng ta đủ điều kiện tham gia và nhận cái phần thưởng từ cái sự kiện này rồi ok thì cái video này thì mình xin được kết thúc tại đây cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình